Đấy, các bạn nhìn tôm này, thịt này. Ồ, ngon quá. Có kêu gì Quy? Mực này em đoán là chị lấy con mực rất là to xong mình thái nhỏ gì nhỉ? Tại vì nhìn cái sớ thịt mực nó rất là dày các bạn ạ. Thái một nắm nha. Đỏ tươi toàn bộ. Đỏ tươi toàn bộ luôn. Đây là bún mắm. Đây ra cho anh chị đi. Dạ. Đây là bún thái. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình các bạn. Cái khu vực mà các bạn đang nhìn thấy phía trước mặt này là nguyên một cái dãy bán hàng ăn vào buổi tối ở phía trước cổng chợ các bạn. Và bây giờ đang là khoảng 6 giờ tối ở Sài Gòn. Phía trước mà các bạn là một cái tiệm bún mắm, bún thái mà mình vừa mới đi qua thôi. Đầu tiên là mình nhìn thấy bắt mắt, và thứ hai khi mà mình đứng gần đây, chỗ bạn Diễm đang đứng kìa, thì mình thấy một cái mùi thơm rất là hấp dẫn từ cái nồi nước lèo các bạn ạ. Nên là hôm nay mình cùng với tất cả bạn sẽ ghé vào cái tiệm bún mắm bún thái này để thưởng thức xem nó ngon như thế nào nha. Xin chào bạn Diễm. Xin chào cả nhà, mùi bún mắm thơm lắm. Thơm đúng không bạn Diễm? Phải nói là tại sao mà ngày hôm nay mình lại quyết định review ở chợ Phạm Văn Hai. Tại vì mình đối với mình thì ẩm thực ở những khu chợ nó rất là đặc biệt. Chính xác luôn. Nó từng gian thế này thôi, nhưng mà nó là cái nét rất là trưng. Và chợ Phạm Văn Hai khá là nổi tiếng, chuyên bỏ sỉ quần áo để bán cho các shop online. Và chợ trái cây nói chung là còn mặt đường này thì cũng rất là nhiều những cái quầy ăn ngon. Và hôm nay mình sẽ khám phá một cái quầy ở chợ Phạm Văn Hai nha. Nguyên một cái dãy này rất là nhiều món ăn nhé các bạn. Bạn nào muốn ăn thì tối là mình tới đây là mình ăn xong là đầy đủ tất cả các món luôn. Sau đó mình có thể vào trong kia để mình mua đồ kìa. Có sinh tố này kia, nhưng mà ở đây thì hôm nay sẽ có hai loại là bún mắm, bún thái. Bản thân Diễm thì Diễm sẽ đặt gạch món bún mắm. Ok bạn Diễm. Thế các bạn mới nhìn qua, các bạn nhìn thấy cái tủ này, nhìn rất là ngon. Ở đây có tôm. Và mình để ý là con tôm rất là to nha các bạn, nó phải gấp rưỡi một con tôm bình thường. Mực đây cũng rất là nhiều này, và mực to sắt lát nữa. Trên này là chả cá và heo quay. Còn đây là nồi nước lèo. Giờ mình sẽ vào mình gặp chị chủ. Ê, chào chị. Mình bán đây lâu chưa chị? 4 năm rồi hả chị? Ồ, nhà mình bán đây từ lúc mấy giờ chị nhỉ? Bắt đầu 6 giờ bán. À, vậy là giờ này vừa mở đây. Ôi sao em thấy chị dùng cái tôm nó to một cách bất thường ấy chị nhỉ? To lắm các bạn ạ. Giá là bao nhiêu một tô vậy chị? Tô thường là 40, còn đặc biệt là 50. À, tôi ăn rồi. Theo như vậy thì tùy thích. Dạ. Theo thì tính tiền thôi. Có đầu cá lóc không chị? Không, nếu có làm đầu cá. À, ở đây em vừa để ý thấy là chị có cả hến này, có cả thịt bò tái nữa. Là mình để ăn cái món bún thái hả chị? À. Là đồng giá hết 40-50. Vậy xíu nữa chị cho em một tô bún thái và một tô bún mắm, đều 50 nha chị. Nếu mà ăn thêm thì khoảng bao nhiêu tiền chị? Ví dụ thêm tôm. Thêm thì tùy 20 hay là 30. Dạ. Mình bán từ 6 giờ đến khoảng mấy giờ là hết chị nhỉ? Tầm 1 giờ. 1 giờ. À, vậy là chị bán qua nửa đêm luôn. Đây, bên này là rau này. Rau của món bún thái đây. Còn bún mắm là rau bên này. Bún mắm là rau bên này các bạn này. Đó. Nhìn rất là gọn gàng sạch sẽ nha. Đây là cái nồi, một bên là nước bún mắm, một bên nước bún thái. Dạ. Em thấy cái nồi nó hơi nhỏ nhỏ, chắc mình phải châm thêm hay chị ha. Đúng rồi, tại vì mình không có cái chỗ. Dạ. Mình chụp ở ngoài. Chụp ở ngoài thôi, tại vì mình bán ở chợ mà mỗi gian hàng có một xíu rồi các bạn ạ. Nên là mình làm gọn gàng thôi. Đây là mua mang về nè các bạn này. Mình có đặt qua các app hay là như thế nào không chị? Không. Ai mua thì đi ngang đây ghé vào thôi. Đấy các bạn nhìn tôm này, thịt này. Ồ, ngon quá. Có kêu gì Quy? Thái tôm mà tôm gì đây? Heo quay này. Đây mình chuẩn bị sẵn ở nhà trước rồi mình mới đem ở đây. Có gần đây không chị? Dạ. Tôm mực hay quay á Quy? Tôm mực hến. Hến là trong món bún thái đúng không chị? Em ít khi gặp cái hến trong bún thái lắm nha. Hình như là mình làm thêm đúng không chị? Không, cái này tùy theo chỗ thôi, mình bán lúc nào cũng có. À dạ. Tại vì em đi ăn thì không có. Em đi ăn một vài nơi rồi về cái món bún thái nhưng chưa gặp hến bao giờ cả. Tôm thịt mực thì chỗ nào cũng có. Ở đây là chị bỏ rất nhiều hến nha. Các bạn thấy là chị đứng đây này, làm đến đâu là lau chùi đó nha, các bạn nhìn thấy cái bàn rất là sạch.
tuy là bán ở chợ nhưng mà sạch sẽ như này thì các bạn yên tâm. Này mà chị có đầu cá nó thì ngon quá. Ở đây người ta quen à. Dạ. Mà làm đầu cá thì nó hơi tốn thời gian thôi chị nhỉ. Các bạn lưu ý là bán từ 6 giờ tối đến khoảng 1 giờ đêm nhé các bạn. Tức là buổi chiều tối các bạn lại đây thì mới bắt đầu bán. Cái này bạn nào mà đi chơi khuya khuya hoặc là đi chợ, đi chợ các bạn mua đồ thì ghé đây ăn luôn. Hến này các bạn này, bò tái này, này là của món bún Thái đó các bạn ạ. Chị bỏ trong cái tủ này, cái thùng cách nhiệt này đó, giữ được chất lượng của hến và bò tái. Mực này em đoán là chị lấy con mực rất là to, xong mình thái nhỏ gì nhỉ? Tại vì nhìn cái sớ thịt mực nó rất là dày các bạn ạ. Thái một nắm nha, bò tươi toàn bộ. Tươi tươi toàn bộ luôn. Thơm quá, mình đứng đây là ngay cái mùi chả cá thơm quá các bạn ạ. Đây là bún mắm. Đây ra cho anh chị. Dạ. Đây là bún Thái. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ạ. Bạn Diễm ngồi bên này rồi. Cái khu vực này là có mình chị đứng đây cả buổi tối luôn hả chị? Ôi. Đứng từ 6 giờ tối đến 1 giờ sáng đó các bạn ạ. Này là phô thường 40. Phô thường 40 đi. Đây là con. Quá hấp dẫn luôn các bạn ạ. Tới 1 tháng 1 tháng. Nhưng mọi người lại vào một lúc đông quá à, làm liền tay luôn. Chị là người miền Tây luôn hả chị? Ừ. Là có phải ở An Giang không? Không. Là chị ở đâu? Bến Tre à? Tại vì nghe tới bún Thái, bún mắm của bạn mình nghĩ ngay tới An Giang hoặc là Sóc Trăng, Châu Đốc này kia. Chị là người Bến Tre. Vậy trước đây chị bán món khác không chị? Không. Rồi, bán ở đó giờ là bán này. Đó, à. Già bán trong chợ này. À, vậy là mẹ chị bán trước rồi sau đó truyền lại cho chị. Ôi gì ngon quá các bạn ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mình lại mình thưởng thức món nó nguội mà các bạn ơi. Đây. Đây là tô bún Thái của mình. Tô bún mắm này của bạn Diễm, hai tô của mình đều là hai tô 50 hết, là tô đặc biệt nha các bạn. Nhìn cái rau đảo quá ha. Đây là cái rau mực kìa. Ngồi ngoài này mát quá ha bạn Diễm ha. Gió lồng lộng các bạn ạ. Các bạn thấy là ngay đằng sau đó là các cái gian hàng người ta bán đồ thời trang á. Ăn xong là quay lưng lên cái là mua liền rồi các bạn ơi. Cái thời sinh viên á là Diễm định đi bán hàng online là có dự định nghĩ là đi ra đây bán đi mua đồ để bán á. Mình thấy các cái đồ nêm gia vị á, các cái hũ rất là sạch sẽ gọn gàng đó các bạn ạ. À, bàn nó hơi chật một xíu. Ở đây có một cái dĩa chanh. Chanh này là chanh có hạt thơm đúng không các bạn? Này là nước me nha. Nước me chuyên dùng cho bún mắm. Cái này là Diễm nhờ người ta trụng rau rồi này. Này là rau trụng. Rau này rau trụng.
các bạn, tại vì cái nước của bún mắm nó khá là nóng và thứ hai là nó hơi đậm đà một xíu nên là các bạn bỏ nhiều rau vào ăn nó cũng rất là ngon. 50 ha. Tô 50. Mà Diễm thưởng thức trước đi. Này coi 50 có cái gì nha. Rau mực nè. Rau mực với lại tôm. Hai con tôm luôn ha. Hai con, tại vì tô đặc biệt đó bạn nhé. Một cái rau. Mấy miếng chả cá nè. Thịt heo quay 2 miếng. Đây một cái rau mực nữa. À là double lên. Mọi thứ đều gấp đôi lên đúng không ạ? Double top pin lên. Thêm có 10 ngàn đấy nhưng mà nhìn nó chất lượng hơn hẳn các bạn. Chỉ mời cả nhà nha, đang đói quá. Ngày hôm nay Diễm bầu bị người lại sắp xếp công việc ấy nên là tới bây giờ rất là đói bụng luôn. Thơm lắm nha, cái nước dùng thơm lắm. Ở trong này có hơi cay cay nè và người ta cái nước dùng bún mắm này có sả, có đậm sả nên rất là thơm. Và bún mắm này thì vẫn như là đặc trưng, nó là sử dụng cái sợi bún to. Chị chủ quán đây nãy mình có hỏi bạn Diễm là trước đây mẹ chị cũng bán rồi và 4 năm nay là truyền nghề đó chị ấy. Nên là có truyền thống bán bún mắm ở chợ Phạm Văn Hai rồi. Cái nước dùng rất là thơm. Người ta nấu bún mắm mà để cái loại nó thơm đặc trưng của mùi mắm, không bị mặn nha. Thơm mùi mắm nhưng mà không bị mặn thì cái nước người ta hay sử dụng hai loại mắm là mắm cá linh và mắm cá sặc. Và nước lèo thì rất là nóng nha. Đây là cái rau nè. Rau mực. Rau mực chứ không phải rau bạch tuộc nha. Cần rau bạch tuộc thì gọi cho Diễm. Còn ở đây chỉ là rau mực thôi. Cái tô này mà bỏ cái rau bạch tuộc của bạn Diễm vào là hết tô luôn. Rồi. Giòn ghê. Kinh nghiệm đi ăn của Diễm là khi mà bạn nhai cái này bạn cảm thấy nó giòn và nó ngọt ấy. Hải sản á thì nó là ngon và tươi. Chị chủ quán chia sẻ là toàn bộ ở đây đồ hải sản là đồ tươi hết. Chị lấy đồ rất là chất lượng các bạn ạ. Nên là giá thì nó cũng thêm mấy ngàn là thôi so với bình thường ở các cái khu chợ. Nhưng mà được cái là nó chất lượng. Nhiều người sẽ nói là, em nghĩ là nếu mà nhiều người sẽ nói là mắc. Nhưng mà quan trọng ấy là cái giá tiền nó xứng đáng với cái dịch vụ này. Cái chất lượng và đồ tươi, ngon. Đây là tô của mình. Đây là bún Thái có hến. Bạn Diễm thấy lạ không? Tại vì nãy mình cũng có hỏi chị chủ quán là đi ăn bún Thái nhiều nơi rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp hến cả. Diễm vẫn biết là có nơi để nhưng ít lắm. Thường là nghêu, nhưng mà ở đây là hến. Các bạn thấy là bây giờ là kín chỗ hết rồi này. Đó, chị làm bên này. Bây giờ là có bao nhiêu bàn là khách đều ngồi hết rồi. Cái hến này có bỏ vô nước mắm được không? Bà Diễm muốn xin thêm hến à? À không, hỏi đó được thì gấp 1-2 con bỏ vô. Nếu mà muốn ăn hến trong bún mắm thì bạn Diễm order thêm một chén, ví dụ 5 ngàn, 10 ngàn gì đấy. Thơm ngọt đấy á. Bao nhiêu điểm bà Diễm? Có Diễm thì món bún mắm này tầm 9 điểm. 9 điểm, vậy là hương vị, chất lượng không khác gì những cái quán lớn, những quán mà ở trong các cái nhà hàng, những cái quán bình thường mình hay đi ăn đấy, chứ không phải là ở chợ. Bán ở khu chợ mà đồ chất lượng này là ok được rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái tô của mình nhé các bạn, không có nó nguội mất. Nhưng mà sờ vào đang còn rất là nóng ở bên dưới nè. Đó, tô này là 50 ngàn, bún Thái. Đây là cái chén nước chấm này các bạn này, mình để chấm hải sản. Còn đây là tô của mình nhé các bạn này, tô bún Thái. Hai con tôm. Diễm quên có bông súng nữa mọi người. Hai con. Này là chả cá này. Mực này. Mực này nãy mình có nói chị lấy có loại mực to thì các bạn cắt ra cái miếng mực nó mới dày như này được. Dày và dài. Đó, ngay cả cái dâu mực nó cũng hấp dẫn nữa. Dâu mực rất là bự nhưng mà. Đó, dày ngoằng luôn. Đặc biệt á là món bún Thái này có một cái nguyên liệu mà bạn Diễm không có, đó là bò tái. Đây, bò tái đây. Thứ hai nữa lại thêm một cái nguyên liệu đặc biệt nữa đó là hến. Đó, bây giờ mình sẽ thử luôn một miếng nước lèo có hến nha các bạn. Có đau nhất nữa. Mời các bạn nha. Chất lượng rồi. Cái nước lèo của món bún Thái á nó sẽ hơi chua chua. Và nó có cái vị ngọt thanh nhẹ. Khi mà mình cắn vào con hến á nó sẽ thơm thơm dai dai các bạn. Ngon quá. Bạn nào mà không ăn được mắm á,
không quen cái vị mặn, vị đậm đà của mắm á, thì ăn bún Thái. Sợi bún Thái nhỏ hơn sợi bún mắm ha. Sợi bún này sẽ nhỏ hơn của bạn Diễm này. Thường thường bún Thái thì dùng cái sợi bún nó nhỏ hơn bún mắm. Mình thích dùng hến hơn là dùng nghêu các bạn ạ. Nghêu thì ví dụ như là một tô bún Thái nó chỉ được khoảng 2-3 con nghêu gì đấy. Cảm giác nó hơi ít, nó không có đủ cái độ hấp dẫn suốt cái tô bún mình ăn. Mình ăn có một vài miếng là hết rồi. Nhưng mà các bạn thấy bỏ hến này, mình ăn hoài luôn. Mời các bạn nha. Ngon quá. Cái nước lèo khá là vừa đấy. Cho miếng chả cá. Chả ớt cho mọi người. Trời ơi. Cái miếng chả cá đây là chất lượng nha các bạn. Chả cá này bạn Diễm này. Nó mềm. Cắn vào nó có độ đàn hồi và rất là thơm. Chứng tỏ chả cá này không có bị pha bột các bạn ơi. Hoặc là có ít nguyên cái phụ gia thôi, chả cá nhiều á. Ngon lắm. Ngon quá. Còn đây là bò Tái nè. Mời các bạn nha. Ngon quá bạn Diễm ơi. Mình nghĩ là lần sau bạn Diễm nên gọi một tô bún Thái ấy. Nhìn ngon mà, nhìn chất lượng mà rau thấy cũng ngon. Hai bún mắm, rau sạch, hương vị đậm đà. Không, nước lèo đây nấu đậm đà mà. Thèm ăn bún mắm cũng thấy ngon. À, trong nước lèo có hến nè. Ở đây nếu mà có đậu cá cho bún mắm thì ngon nhỉ. Nãy mình hỏi chị không có đậu cá. Tiếp theo là một con tôm. Chấm vào đây. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ngon quá. Con tôm mình cắn vào nó tươi nó ngọt đúng không ạ? Vẫn còn một con đấy nha. Bò Tái vẫn còn nhiều nè. Phải nói là đây là một cái tô bún Tái mà chất lượng 50.000 mà các bạn. Xứng đáng với cái giá 50.000 mình bỏ ra. Bạn nào mà thích ăn hải sản á, là gọi tô bún Thái này á, là nhiều hải sản luôn. Quán đông lắm. Có một điều đặc biệt đó, để mình chứng minh được đây là con mực tươi á, mực chất lượng á, à, khi mình ăn vào á, nó không bị bở, rất là giòn, nó vừa giòn mà nó có một cái độ dai nhẹ nhẹ và mực đó, nó thơm, bạn ăn vào mà cảm giác là nó ngon, chất lượng. Mời các bạn nha. Nói nhiều hến quá. Ngon. Hến này các bạn nè. Ồ, vẫn còn mực lắm bạn Diễm à? Hai cái rau, ba rau gì? Ngon quá. Ở gần nhà mình có một cái quán bún Thái các bạn ạ. Mình đã từng ăn một vài lần rồi. Nhưng mà lần nào mình cũng phải bỏ lại cái mực. Tại vì mình ăn vào miếng mực mà mình cảm giác như nó hôi quá. Thứ hai rất là bở. Tại vì mực nó không được chất lượng. Đó là khi mình ăn món bún Thái ở quán gần nhà mình. Nhưng mà đối với quán này thì tuyệt vời các bạn ạ. Giòn quá. Rất tô nha. Mà Diễm ăn hết à? Để nó thành bún mắm.
Gọi thêm cho bạn Diễm một tô nữa nhá. Không, nếu mà có đầu cá thì ăn luôn. Cái này Diễm rất là thích ăn bún mắm đầu cá. Nhưng mà thật sự luôn, hương vị bún mắm rất là đậm đà luôn á. Khách luôn. Bạn Diễm nghĩ là lần sau mà thèm này có ghé lại đây không? Có chứ, nhưng mà lần sau mình sẽ thử mắm bún Thái. Mình nghĩ là đúng chính xác luôn. Tại vì cái bún Thái á, thường thường mình phải nhắc lại là thường mình ít gọi bún Thái tại vì nó chưa tạo được ấn tượng với mình lắm, nhưng mà cái chỗ này là mình cảm giác như là cái tô 50 ngàn này là chất lượng và đậm đà, nó đầy đủ hương vị luôn, nhiều hải sản mà ngon nữa. Và thứ hai nữa là khi ăn ở cái quán này là mình có một cái công cảm giác mà ngồi bên ngoài môi trường các bạn, nó thoải mái, nó vui, cái cảm giác rất là Sài Gòn, đó là đông vui nhộn nhịp. Sài Gòn vào mùa nóng rồi các bạn ạ, cho nên là chiều mình ngồi đây này gió luôn. Hơi có cảm giác giống chợ đêm Đà Lạt các bạn nhé. Nếu mà lạnh một xíu nữa thì sẽ là giống. Đấy, các bạn nhìn bên này này. Đó, bắt đầu mọi người dọn ra rồi, hàng quán rồi cũng dọc bên đường như này. Nó hơi nan há như chợ đêm Đà Lạt một chút. Nó chỉ khác về cái thời tiết thôi. Tụi mình ít khi quay những cái ít quay chợ, còn thời gian tới thì có thể là khám phá nhiều về ẩm thực của những cái chợ. Tại vì chợ Phạm Văn Hai rất là lâu đời rồi nha. Ở phía trên kia còn cơm tấm rồi một vài món bún rất là ngon đó bạn nhớ mà. Chắc là hôm sau mình sẽ thử. Đấy, ngoài chợ lâu năm thì sẽ có những cái nét ẩm thực rất là hay. Hôm qua khi mà lên cái clip và thông báo cho các bạn biết là bạn Diễm mất cái điện thoại 40 triệu, nhiều bạn thứ nhất là không tin. Thứ hai nữa là động viên bạn Diễm rất là nhiều. Thì bạn Diễm có thể chia sẻ thế nào cho mọi người biết tình hình hiện tại của bạn Diễm không? Nhiều người bảo là hai đứa này lại làm trò. Trời ơi, buồn chết mà làm trò mọi người. Nói chung là tới lần thứ hai ngày hôm qua, ngày lần đầu Diễm đã cầm lại được. Nhưng mà tới lần thứ hai thì thôi, mình xác định là số mình xui rồi. Năm nay thì nói chung là khá là buồn. Đêm qua mọi người có nghĩ là giống như là Diễm không tin thôi, Diễm tin. Như một giấc mơ. Như một giấc mơ, Diễm chỉ mong là khi mình ngủ dậy và chiếc điện thoại đang nằm kế bên mình thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thấy mọi người cầm điện thoại, thấy anh Dũng cũng đang cầm U12 con điện thoại thì Diễm rất là buồn. Và Diễm không biết là điện thoại mình bây giờ đang về tay ai. Nó cũng trở thành một cục đất thôi các bạn ạ. Tại vì nó không sử dụng được nữa, hơi tiếc. ADSMO này kia thì nói chung mà Diễm không nghĩ là người ta sẽ sử dụng được đâu. Cho ta khá là tiếc. Là một nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người. Diễm vẫn nhận đọc được những comment này. Và mọi người còn nhắn tin cả Facebook và Zalo. Thì Diễm bảo là thôi đừng có buồn nữa. Cũng chúc Diễm là mua may bán đắt này kia. Thì hy vọng rằng các bạn hãy ủng hộ Bạch Tuộc, hải sản, bào ngư, còi sò điệp của bạn Diễm nhiều lên để bạn Diễm có tiền mua một cái điện thoại mới. Tại vì cái điện thoại bạn Diễm vừa mất là một cái điện thoại cặp với điện thoại của mình. Mình và bạn Diễm và bạn Ánh Cua đi mua 3 cái iPhone 12 cùng một lúc. Và cái iPhone đó là mình tặng cho bạn Diễm nha các bạn. Nên nhiều bạn bảo là sao bạn Dũng không tặng bạn Diễm đi, nhưng mà cái iPhone vừa mất là cái iPhone mình tặng bạn Diễm. Và cái đó là cái để Diễm đi làm những video vừa rồi và là công việc này kia thì mình đều xử lý trên chiếc điện thoại đó hết, cho nên rất là tiếc. Nhưng mà các bạn động viên bạn Diễm như vậy, bạn Diễm cũng chắc là bây giờ cũng 90% hết buồn rồi. Mọi người cứ nói là của đi thay người, thật sự Diễm cũng nghĩ như vậy. Coi như là cái xui của mình nó đã hết rồi. Đầu năm nó tới rồi thì coi như cả năm nay chỉ là tấn tới thôi. Rồi, bạn Diễm đừng buồn đấy nha. Nếu mà mình có điều kiện nữa thì mình sẽ tặng bạn Diễm cái khác, nhưng mà chắc là chưa tặng được liền các bạn ạ. Tại vì mình vừa mới tặng xong mà. Thôi nói vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn tiếp cái tô bún Thái của mình nha các bạn. Vẫn còn rất là ngon đấy, nhưng mà chắc là mình sẽ review nó ít ít thôi để các bạn xem nó đỡ tốn thời gian. Mình sẽ tập trung mình ăn hết và mình lại quầy mình quay tiếp nha. Đấy, đây là cái quán bún mắm bún Thái mà nãy giờ mình cùng với tất cả bạn thưởng thức này các bạn này. Cái giờ này đang là gần 7 giờ rồi và cái giờ mà mọi người đi vào rất là đông các bạn ạ, vào ra tấp nập luôn. Mình sẽ lại mình quay thêm một xíu nữa để các bạn cảm nhận thêm nha. Nhưng mà phải nói mình nghĩ là đây là một cái tiệm đáng để các bạn tới ăn thưởng thức khi mà đi qua chợ Phạm Văn Hai. Đấy, bạn Diễm mà tính tiền đây. Bún Thái ngon quá chị ạ. Cái tô của em ăn là tô bún Thái ấy. Em thích nhất là chị bỏ rất là nhiều hến. Không biết là có cho thêm hay không mà nhiều quá. Tô đặc biệt là vậy. Tô đặc biệt là vậy hả chị? Nếu mà tô 40 thì sẽ ít hến hơn một xíu ha. Đấy, chị làm đến đâu là lau đến đó các bạn ạ. Tôm hấp thì có ao ha. Đây là hẹ này. Cứ hến đâu châm với nó. Ai sao vậy ạ? Các bạn nhìn thấy cái tô chén chị làm rất là sạch như này. Đó, rất là tự chất lượng luôn. Đó, mình đi
qua bên này mình xem chị làm một xíu. Đây là các cái đồ gia vị ấy, đồ chấm để chị chuẩn bị sẵn để các bạn nào mà ăn mang về thì có đem về luôn. Rồi. Quán mình thường đông nhất là giờ này đúng không chị? Bún thêm nữa các bạn ạ. Nhiều người ăn một tô là không đủ phải thêm bún thêm. Mình nghĩ nếu mà các bạn ở đây mà ăn đồ thêm á thì kêu thêm tôm các bạn, tôm rất là ngon luôn. Để về cho nó nóng mà nó không bị mặn đấy. Đây này. Mua mang về rất là nhiều nhé bạn. Nãy giờ thấy mọi người đứng chờ này. Mà gì cũng mua mang về không? Bây giờ chị đi mua bánh canh để mang vô bệnh viện tại vì chiều nay cha mình ăn cơm rồi. Nhưng mà bún mắm thì không có đem tại vì nhập viện á mọi người nên là đem bún mắm vô với lại bún thái nên nó sẽ có mùi. Nên là chị đi mua bánh canh thịt để mang vô bệnh viện. Bây giờ thì cũng 6 giờ 7 giờ rồi. Thực ra là cha bạn Diễm mổ nội soi nên là chị ở lại bệnh viện duy nhất một ngày là về rồi. Sáng ngày mai thì sẽ xuất viện về quê nên là các bạn yên tâm, rất là khỏe đấy các bạn ạ. Cảm ơn bạn Diễm nha. Chắc là bây giờ mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây. Nếu như bạn nào muốn ăn cái quán bún mắm bún thái này thì cứ tới trước cổng chợ Phạm Văn Hai nhé bạn. Cổng chính ở phía bên kia kìa. Thì các bạn đi xịch xịch lên bên này một xíu. Có cái chỗ này là ngã ba đường Phạm Văn Hai và đường Tân Sơn Hòa. Bạn nào mà ăn thì ghé vào mua nha. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.